chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi tiến hành bảo dưỡng chiếc xe Vespa của Piaggio. Với cái xe này là xe nhập cho nên nó chạy bằng chế cơ. Và hiện tượng của cái xe này là thứ nhất là ăn xăng, rất nhiều xăng. Với cái tỷ lệ là nó rơi vào cái khoảng 6 lít trên 100 km. Cho nên là xe nó nổ, cái trạng thái nó cũng không được được đấy. Đây, sau đây tôi sẽ khởi động máy. Đây, quý vị thấy. Vâng, thưa quý vị, và sau khi chiếc chế hòa khí được lắp vào xe thì bắt đầu tôi tiến hành kiểm tra và test. Thì tôi có lắp vào đây một cái thiết bị để đo tốc độ vòng tua máy. Đây, đây là cái này, là nó là đo tốc độ vòng tua máy, động cơ 4 kỳ đó. Và sau đây tôi sẽ khởi động máy để xem cái tốc độ vòng tua máy là nó để mức tối thiểu là bao nhiêu, ở chế độ guarantee là nó ổn định. Tiếng máy nổ rất là nhẹ, và hiện tại là bây giờ nó đang ở 1.300, 1.200. Đấy, tốc độ đây. Bắt đầu là nó rất ổn định các bạn. Chế độ ổn định của guarantee của nó là 1.370 vòng phút. Theo quy định thì nếu mà các cái nhà sản xuất xe ô tô, xe máy thì người ta sẽ đặt là 1.400. Sau khi mà điều chỉnh được như thế này thì nó xuống và máy nổ rất là êm. Đấy, các bạn nghe tiếng máy không? Quý vị các bạn nghe tiếng máy nổ rất là êm. Thưa quý vị, và sau khi chiếc xe Vespa LX của Piaggio, thực sự là khi mà sau khi điều chỉnh cũng như là bảo dưỡng và có can thiệp thì tiếng máy xe đã nổ rất là êm, rất là nhẹ.
thì hy vọng là với chiếc xe này thì bây giờ xăng nó rơi vào khoảng tầm 3 lít gì đấy, bởi vì tôi đã có từng có cung đường chạy thử với chiếc xe này rồi, cách đây khoảng tầm 3-4 năm rồi đấy. Tức là khi sau khi mà làm tiến hành làm thì tôi có đo, tức là khóa cái đường xăng ở trên bình xăng xăng lớn xuống và xả hết trong chế ra, đồng thời là đong 100ml xăng để cho nó chạy. Lượng xăng là nó rơi vào khoảng tầm 3 lít 100km. Tiện cho cái việc tiến hành theo dõi thì quý vị và các bạn đăng ký kênh cũng như là ấn like, bình luận hoặc có thể là chia sẻ video clip này. Thì hy vọng là tôi hy vọng là những người có những chiếc xe như thế này ấy, thì họ sẽ tìm thấy cũng như họ biết đến để tôi bắt đầu tiến hành cải tạo, phục hồi, giúp cho chiếc xe của quý vị và các bạn tiết kiệm được cái lượng xăng như mong muốn. Có nghĩa là tiết kiệm đến mức tối đa mà mình khi mình có thể làm được điều đấy, thì xin vui lòng quý vị cứ đăng ký kênh và like cũng như là bình luận, hoặc là có thể nhắn tin cho tôi qua Gmail hoặc số điện thoại trên cái logo của sửa xe Thanh Hóa.com để cho cái tiện cho cái chuỗi video sau này mà tôi đăng còn nhiều cái về cái vấn đề xe máy, đặc biệt là cái vấn đề hôm nay thì nó là một số xe ăn xăng thì hôm nay tôi đang còn để ở trong nhà, tôi chưa kịp làm. Đó là 4 năm con Novo đấy. Đấy, với cái lượng xe Novo thì hiện tại nó cũng là rất là ăn xăng. Nó tầm 4 lít rưỡi xăng rồi đấy, chứ không hề ít. Nên là sau khi thời gian gần đây thì tôi có làm được tương đối rất là nhiều xe, bởi vì xe của những người mà lâu nay người ta đi ấy, khi mà nó ăn xăng quá thì chỉnh sửa rồi lắp những cái chế gem quay tàu vào đi thì nó không hiệu quả, và có những người người ta đã chán, họ đã bán sắt vụn đi rồi. Nhưng có những người thì họ quyết định họ đi tìm, họ tìm thấy rồi thì bắt đầu là tôi đã làm cho họ để có những cái xe là nó rơi vào khoảng 2.6 lít, còn có những cái xe nó chỉ 2.2 lít xăng thôi. Đó là qua cái sự kiểm chứng và đo. Thì hy vọng là các bạn like kênh cũng như subscribe lại. Sau này tôi sẽ quay những cái clip để trực tiếp chạy trên đường với 100ml xăng, khi mà tháo hết bình xăng con ra, tức là chế vào khí ra, và đóng cái đường xăng trên bình xăng lớn xuống để chạy thử nghiệm 100ml xem được bao nhiêu km, và tôi sẽ phát trực tiếp để không liên quan đến cái vấn đề là tôi cắt ghép clip. Đấy, thì hy vọng là clip sau tôi sẽ làm cái clip để chạy thử trên đường. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video sau.